Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc yêu cầu các ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh An Giang. Tại thành phố Châu Đốc, tính từ đầu năm đến nay, thành phố Châu Đốc đã ghi nhận hơn 53 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Phát hiện và xử lý 32 ổ dịch, Địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là phường Núi Sam, ghi nhận 30 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 17 ổ dịch đã xử lý. Nguyên nhân của sự gia tăng dịch bệnh thời gian qua là do tập quán tích trữ nước của người dân chưa có thay đổi đáng kể. Tốc độ đô thị quá nhanh, môi trường tại các công trình xây dựng, nhà trọ chưa được quan tâm xử lý đúng mức, dẫn đến phát sinh các ổ lăng quăng bọ gậy của mũi truyền bệnh. Sự chủ động tham gia của người dân và các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương chưa cao để phòng chống bệnh sốt xuất huyết mọi người phải thường xuyên dọn dẹp nhà không để ao tù nước động mặc áo dài tay bôi thuốc chống mũi ngủ mùng khi đi ngủ dùng thuốc xịt nhang chống mũi diệt bọ gậy lăng quăng giới thông điệp không có lăng quăng không có sốt xuất huyết